Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình với khán giả truyền hình hôm nay cùng những nội dung sau. Phòng sư phản ánh việc giải quyết kỳ nghị của gia đình ông Phan Văn Úc về quyền sử dụng đất tại thị trấn Phú Đa, Phú Văn. Tiếp đó là phần tư vấn pháp luật do luật sư Lê Thị Trà My thực hiện. Của chương trình là phần giới thiệu chính sách pháp luật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, chương trình với khán giả truyền hình nhận được đơn thư của ông Phan Văn Úc, bà Phan Thị Kỳ, cùng chủ tại thị trấn Phú Đa, Phú Văn, liên quan đến thông báo của Ủy ban Nhân dân thị trấn, đề nghị gia đình ông bà di dời tài sản là cây trồng ra khỏi thửa đất số 636 từ bản đồ số 7 tại tổ dân phố Lương Viện. Theo đó, phía hai gia đình này cho rằng, mình trồng cây trên đất có nguồn gốc do ông bà của mình tạo lập và canh tác, sử dụng liên tục. Nên việc Ủy ban Nhân dân thị trấn đề nghị di dời cây trả lại đất là không đúng quy định của pháp luật ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình. Thực tế vấn đề như thế nào, phóng viên chương trình đã tìm hiểu và có phản ánh như sau. Theo phản ảnh từ đơn thư của hai gia đình ông Phan Văn Úc, Phan Thị Kỳ, từ ngày 5 tháng 3 năm 2024, họ nhận được thông báo số 42 của Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa với nội dung yêu cầu hai hộ gia đình này phải di dời toàn bộ cây lâm nghiệp keo bạch đàn ra khỏi thửa đất số 636 từ bản đồ số 7 để trả lại hiện trạng như ban đầu phía gia đình không đồng tình với thông báo này cho rằng họ đã lần chiếm đất do ủy ban nhân dân thị trấn quản lý và có khiếu này đối với thông báo nói trên lý do được đưa ra là nguồn gốc thửa đất nói trên do ông bà của mình tạo lập cụ thể là vợ chồng ông bà phan đắng trần thị lờ khai phá và canh tạc từ trước năm 1975 sau đó để lại cho vợ chồng con trai phan chắc trọng thị cẩm sử dụng từ năm 1978 năm 1980 vợ chồng ông chắc trồng keo bật đàn và làm nhà tạm trên thửa đất này trong hai năm 2016-2018, ông Chắc và bà Cầm mất. Thừa đất và toàn bộ cây trồng trên được giao lại cho hai người con của ông Phan Văn Úc và bà Phan Thị Kỳ tiếp tục sử dụng, canh tác. Với lý do đó, phía gia đình ông Út và bà Kỳ cho rằng việc Ủy ban Nhân dân Thị trấn Phú Đa thông báo di dời cây để trở lại đất do lần chiếm là trái pháp luật. Nên có đề nghị địa phương thu hồi thông báo số 42 nói trên. Để đất này đất là ba đời có để lại thôi, chứ không phải là một đời ông cây cối là đời ông nội ở là tông đọc đến là, là, là năm trước giải phóng được năm 75 nữa nhờ cả cấp tế lên là xem xét lại cho nhà ở đại diện ủy ban nhân dân thị trấn phủ đa lại phản bác toàn bộ những nội dung do hai gia đình ông bà phan văn út phan thị kỳ nêu ra căn cứ đưa ra đó là phần đất này nguyên thủy là cùng các hoang hóa và đất nghĩa địa từ trước năm 2014. không có hộ gia đình nào sinh sống và trồng trọt ở đây để chứng minh cụ thể hơn, địa phương đã đổi chiều vị trí thừa đất các bản đồ địa chính. Cụ thể, bản đồ số 299, đo vẽ năm 1984, phần đất hai gia đình kiện nghị nằm chung trong thừa đất số 244, tờ số 10, diện tích 35.010 m2, loại đất, cồn cát do Ủy ban nhân dân xã Phủ Đa, nơi là thị trấn kê khai quản lý. Năm 2007, đo vẽ bản đồ địa chính 202, phần đất nói trên nằm chung trong thừa số 636, tờ bản đồ số 7, diện tích 9.872 m2, loại đất bằng chưa sử dụng do Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa quản lý. Năm 2014 thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chỉnh của thị trấn Phú Đa, thông tin thửa đất cũng tương tự như bản đồ địa chỉnh năm 2007. Nghĩa là từ trước cho đến nay không có thông tin hay dễ tờ gì thể hiện phía ông bà hay cha mẹ bà kỳ ông út tạo lập sinh sống và canh tác trên thửa đất số 636 theo như trình bày của gia đình. Năm 2024, thực hiện chủ trương của huyện Phú Văn tiến hành dự án nâng cấp đô thị thị trấn Phú Đa, trong đó có mở rộng tuyến đường võ phi trắng nối dài nhằm tạo quỹ đất bổ trí tại định cư cho một số trường hợp ảnh hưởng giải phóng mặt bằng tuyến đường. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo thị trấn bàn giao 600 m vuông đất thuộc thừa 636 vị trí cành đinh lang lương Viện. Sau khi kiểm tra thực địa, trên đất có tồn tại 67 cây keo, 22 cây bệnh đằng do gia đình ông Phan Văn Úc và bà Phan Thị Kỳ trồng nên Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa đã ban hành thông báo số 42 ngày 5 tháng 3 năm 2024 yêu cầu hai gia đình di dời sổ kê trồng trên đất do Ủy ban nhân dân thị trấn quản lý. Qua ra sổ hồ sơ 29 và hồ sơ là 2022 và chỉnh lý 24 thì tất cả các thông tin thừa đất này là là, là do Ủy thị trấn quản lý không liên quan gì đến là hai ông bà và phan và phan thị kỳ riêng qua ra cho ý kiến khu dân cư thì những người ở trong này đấy lớn tuổi thì họ cho rằng thử đất này là bỏ hoang từ trước đến nay trong thời gian gần đây thì thấy khoảng đất trống không ai sử dụng thì ông út và bà kỳ là ra trồng cây để sử dụng như vậy, dù phía hai gia đình ông bà Phan Văn úc Phan Thị Kỳ cho rằng thừa đất số 636 từ bản đô số 7 có nguồn gốc do ông bà cha mẹ mình tạo lập, căn tạc từ trước năm 1975, nhưng lại không có các giấy tơ chứng minh kèm theo. Mặt khác, hồ sơ địa chỉnh qua các thời kỳ tại địa phương lại thể hiện đất này do nhận được quản lý. Mặt khác, ủy ban nhân dân thị trấn cho biết thêm, trước khi thông báo yêu cầu hai gia đình di dời cây trồng, địa phương đã có một buổi làm việc xác minh ý kiến các người cao tuổi ở khu vực này. Theo đó, cả ý kiến đều cho rằng Nguyên thủy vùng này là đất hoang, không có ai sử dụng từ trước năm 1975 cho đến nay. Những năm gần đây, hai gia đình ông Út và bà Kỳ ra trồng cây. Và thực tế, từ trước đến nay, ủy ban nhân dân thị trấn chưa nhận được thông tin kiểu này hay kiến nghị liên quan đến việc sử dụng đất, cũng như chưa hề tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông bà Phan Văn Út, Phan Thị Kỳ đối với thửa đất này. Cho đến khi ủy ban nhân dân huyện mở rộng tuyến đường Võ phi trắng đi ngang qua đây. Tiếp theo chương trình là phần tư vấn pháp luật của luật sư Lê Thị Trang My. Chúng tôi trả lên đơn thư của ông Phan Văn Úc và bà Phan Thị Kỳ, hiện trụ tại tổ dân phố Lương Viện, thị trấn Phù Đa, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đơn thư ông bà Phan Văn Úc và bà Phan Thị Kỳ gửi cho chúng tôi, ông bà gửi và nêu với cái nội dung như sau. À, thừa đất 636 tờ bản đô số 7 tại tổ dân phố Lương Viện, thị trấn Phủ Đa, huyện Phú Văn tỉnh Thừa Thiên Huế có nguồn gốc là do ông bà nội của ông Úc và bà Kỳ là ông Phan Đặng và bà Trần Thị Lợ. khai phá trước năm 1975. Đến năm 1978 thì ông bà nội của ông để lại cho ba mẹ của ông đó là ông Phan Văn Chắc và bà Trọng Thị Cầm sử dụng. Vào năm 1980 thì ông Phan Văn Chắc và bà Trọng Thị Cầm trồng cây keo và bạch đàn để và có làm một cái ngôi nhà tạm trên đất này để ở và canh tác. Năm 2016 và năm 2018 thì ông Chắc và bà Cầm lần lượt qua đời. Toàn bộ cây trồng và đến cái thửa đất này và cái nhà tạm thì giao lại cho ông Phan Văn Út, à, bà Phan Thị Kỳ và ông Phan Văn Cổ tiếp tục canh tác và sử dụng. Vào ngày mùng 5 tháng 3 năm 2024 thì Ủy ban nhân dân thị trấn Phủ Đa huyện Phú Văn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo số 42 về việc là yêu cầu ông Phan Văn Úc và bà Phan Thị Kỳ là dây di dời cái tài sản là cái lâm nghiệp trên đất này ra khỏi thửa đất số 3 à, 636 tờ bản đồ số 7 à, tại tổ dân phố Lương Viên thị trấn Phú Đao Đa huyện Phú Vang để mà trả lại cái hiện trạng như ban đầu và cái thời gian thảo dỡ và di dời thì đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2024 ông không đồng ý ông bà không đồng ý với cái thông báo số 42 của ủy ban nhân dân thị trấn phú đa cho nên đã có cái đơn khiếu nại đề ngày mùng 7 tháng 3 năm 2024 gửi đến cả cơ quan có thẩm quyền và ông yêu cầu giải quyết thứ nhất là ông yêu cầu kiểm tra lại cái việc là ủy ban nhân dân thị trấn phú đa đã ra thông báo số 42 à, đã ra thông báo thu hồi đất đã pháp luật của gia đình của ông bà à, và thứ hai là đề nghị thu hồi lại cái văn bản số 42 ngày mùng 3 ngày mùng 5 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa. À, sau khi tiếp nhận đơn thư của ông thì chúng tôi cũng đã à, xác minh cái nội dung đơn thư và chúng tôi đã có một số cái thông tin như sau. Cái thửa đất cái thứ nhất là về cái nguồn gốc và cái quá trình quản lý đăng ký kê khai qua từng thời kỳ đối với cái thửa đất ông đang tranh chấp. Căn cứ vào cái hồ sơ địa chỉnh có lưu giữ tại Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa thể hiện như sau. Theo bản đồ 299 được đo vẽ khoảng năm 1984 85 thì cái thửa đất của ông Ba đang tranh chấp là một phần của cái thửa đất có số hiệu là 2 à, 244 thuộc tờ bản đồ số 10 và có diện tích là 35.010 m2. Cái loại đất là đất cồn cát và người đăng ký kê khai là do Ủy ban nhân dân xã Phú Đa quản lý theo bản đồ à, đo đạt theo tổng cộng 2 lên 2 được đo đạt khoảng vào năm 1996 98 thì cái thửa đất ông bà đang tranh chấp là một phần của cái thửa đất số 636 thuộc tờ bản đồ số 7 và có diện tích là 9.872 m2 và cái loài đất là đất chưa sử dụng do bị ban nhân dân xã phủ Đa quản lý. Và theo cái bản đồ hiện trạng được lập vào năm ngán, à, vào năm 2014 thì cái thửa đất mà ông bà đang tranh chấp đó là một phần của cái thửa đất số 636 tờ bản đồ số 7 có diện tích là 9.872 m2 và à, đất là loại đất bằng chưa sử dụng và do Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa quản lý. Cái phần diện tích đất mà ông bà sử dụng để mà trong cái keo trong bạch đàn thì có diện tích là khoảng 600 m2 là nằm trong cái thửa đất số 636 thuộc tờ bản đồ số 7 như tôi vừa nêu. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2024 thì Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa đã, đã có lập cái biên bản lấy ý kiến khu dân cư để mà xác minh về cái nguồn gốc sử dụng đất đối với cái diện tích đất nói trên. Cái diện tích đất mà ông bà đang có tranh chấp. Thì theo đó những người liên quan đều xác định là từ năm 1975 thì cái phần đất này là một giải cồn cát bằng phẳng, đất hoang và không có ai sử dụng vấn đề thứ hai mà chúng tôi à, tư vấn là ông bà đã khiếu này lên đến à, đã khiếu này cái thông báo số 42 đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ông bà yêu cầu ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa là thu hồi cái thông báo số 42 mà được ban hành vào ngày mùng 5 tháng 3 năm 2024 thì chúng tôi sẽ tư vấn cho ông bà như sau. Tại cái công văn số 42 thì ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa yêu cầu ông bà là di dời toàn bộ cái lâm nghiệp là cái keo cái bạch đan ra khỏi cái thửa đất số 636 tờ bản đồ số 7 tại tổ dân phố Lương Viên thị Trần Phú Đá Huyền Phú Vang để trả lại cái hiện trạng như ban đầu. Ông bà đã không đồng ý vì cho rằng cái đất này là đất thừa kế của gia đình của ông bà để lại từ trước năm 1975 cho đến nay. Và như chúng tôi đã tư vấn đã nêu ở trên là trong cái quá trình mà kiểm tra thì gia đình của ông bà không có tên trong sổ địa chỉnh qua cả cái thời kỳ đó đạt của nhà nước. Và ông bà cũng không cung cấp cho đến tại thời điểm bây giờ không công có cho chúng tôi là bất cứ một cái giấy tờ gì để chứng minh về cái nguồn gốc sử dụng đất của gia đình của ông bà. Nên mà chúng tôi uh, trên cái cơ sở những cái tài liệu hiện có, chúng tôi sẽ tư vấn cho ông bà như sau. Theo quy định của pháp luật về đất đai, thì cái nguyên tắc để sử dụng đất là phải sử dụng đúng cái quy hoạch, đúng kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Việc mà lần chiếm đất chưa sử dụng thì phải xin phép và được nhà nước cho phép sử dụng thì mời là hợp lệ. À, tại điều 22 của Nghị định số 43 của Chính phủ ban hành vào ngày 15 tháng 5 năm 2014 có quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai thì có quy định cụ thể về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hồ gia đình cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì theo quy định của nghị tài nghị định số 43 thì là tại cái khoảng 3 điều 22 nghị định số 43 có quy định là trường hợp lẫn chiếm đất chưa sử dụng hoặc từ ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuộc cái trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện và xử lý như sau. Thứ nhất là trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các cái mục đích quy định tại điều 61 và điều 62 của luật đất đai thì nhà nước sẽ thu hồi đất trước khi thực hiện cái dự án công trình đó. Cái điều 61, điều 62 đó là thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội và vì lợi công cộng quốc gia công cộng. Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời tiếp tục sử dụng cho đến khi nhà nước thu hồi đất nhưng mà phải giữ nguyên cái hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định. Thứ hai là trường hợp mà đang sử dụng đất không thuộc cái trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều 22 của nghị định số 43 của chính phủ như tôi nêu ở trên. Thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đào ra soát điều chỉnh cái quy hoạch sử dụng đất. Người đang sử dụng đất được xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người đang sử dụng đất là à, sử dụng ổn định trong cái trường hợp này mà không có cái tranh chấp thì được cấp giải chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất theo quy định của pháp luật. Thì trong cái trường hợp mà sử dụng đất ổn định thì sẽ có chia ra các trường hợp như thế này. Trường hợp thừa đất có nhà ở thì cái diện tích đất ở được công nhận bằng hàng mức Công nhận đất ở tại địa phương nếu đã sử dụng đất ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Diện tích đất ở được công nhận là bằng hàng mức giao đất ở tại địa phương nếu đã sử dụng đất ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014. Thứ hai là đối với cái phần diện tích đất đang sử dụng được xác định là đất nông nghiệp thì được công nhận quyền sử dụng đất theo cái chế độ như quy định đối với trường hợp tài khoản 5 điều 20 của nghị định số 43 nhưng mà phải thực hiện cái nhiệm vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Mặt khác thì tài khoản 7 điều 14 của nghị định số 91 nghị định của chính phủ về việc là xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực đất đai thì có quy định như sau thứ nhất là buộc khôi phục lại cái tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với cái hành vi vi phạm tại các khoảng 1, 2, 3, 4 và 5 của điều này và buộc phải trả lại đất đã lấn chiếm trừ trường hợp được quy định tại điểm B và điểm C của khoảng này thứ hai là buộc phải đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp là có đủ cái điều kiện để bà công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 22 của nghị định số 43 của chính phủ vân vân như vậy thì dần chiếu cả cái điều luật mà chúng ta vừa nêu ở trên thì nếu như mà cái trường hợp của ông bà nếu như ông bà có những cái tài liệu chứng cứ để mà chứng minh để mà chứng minh là cái việc sử dụng đất của gia đình của ông bà như ông bà nêu là sử dụng từ trước 75 và đất thừa kế của ông bà để lại thì là chứng minh đủ cái điều kiện để mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì pháp luật bắt buộc là gia đình của ông bà phải đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật và trong trường hợp này thì ông bà không phải di, di dời cây cối theo như cái thông báo của số 42 nhưng mà nếu như ông bà không có cái chứng cứ để chứng minh về cái nguồn gốc cũng như là quá trình quản lý sử dụng đất của mình đúng pháp luật thì ông bà phải thực hiện theo cái thông báo số 42 đó là phải di dời cây cối à, trên đất để mà khôi phục lại cái tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trên đây là toàn bộ nội dung chúng tôi tư vấn cho ông bạn Ngày 7 tháng 3 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30-2024 NDCP quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch. Nghị định số 30-2024 NDCP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 theo đó phương tiện cơ giới nước ngoài tham gia giao thông tại việt nam phải đảm bảo các điều kiện sau là phương tiện cơ giới đường bộ xe ô tô chở người có tay lái ở bên phải hoặc có tay lái ở bên trái gồm từ chín chỗ trời xuống xe ô tô nhà ở lưu động xe mô tô hai bánh có giấy đăng ký xe và gắn biển số xe do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới hoặc giấy tờ tư tương đương do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp còn hiệu lực đối với xe ô tô. Đối với phương tiện cơ giới nước ngoài là xe ô tô có tay lại ở bên phải, có công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ tại Việt Nam, người bộ công an đề nghị và nêu rõ lý do cho phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam chỉ được tạm nhập tải xuất qua các cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường hàng không. Phải tạm nhập tải xuất theo đúng cửa khẩu đã được Bộ Công an chấp thuận phải làm thủ tục hải quan tạm nhập tại xuất theo quy định của pháp luật hải quan ngay tại cửa khẩu nhập cảnh xuất cảnh thời gian được phép tham gia giao thông tại việt nam tối đa không quá 45 ngày trong trường hợp bất khả kháng được lưu lại việt nam thêm không quá 10 ngày và phải thực hiện theo quy định Chúc đêm và khán giả truyền hình tuần này của Đài Phát Thanh và truyền hình thừa tướng Huế xin được hẹn bà tới đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.